Xin chào Minh. Chào hôm anh. nay thì mình trao đổi qua một chút về cái những ngày qua bạn đã học, thì bạn cảm thấy cảm nhận về NLP thì hiện tại như thế nào? Rất là tuyệt vời. Tại vì sau khi mà học xong lớp NLP thì tôi thấy rằng tôi hiểu bản thân hơn. Cái thứ hai là trong các mối quan hệ xã hội thì mình cảm giác là chia sẻ và kết nối với các bạn cũng nhẹ nhàng hơn. Trước kia thì khi mà ra ngoài xã hội thì hoặc là giao tiếp bên ngoài thì lúc nào mình cũng mang một cái tâm lý là rất là khó khăn, hoặc là khi giao tiếp thì có rất nhiều người mình rất là khó gần. Nhưng mà sau khi mà học NLP xong ấy thì mình cảm giác là những người đấy mình có thể là tiếp xúc và tiếp nhận nó gần hơn rất nhiều. Và cái thứ hai là trong cuộc sống gia đình ấy cũng như là ra ngoài xã hội thì mỗi khi về nhà thì mình cảm giác rằng là cái cuộc sống nó nhẹ nhàng hơn, nó không có nhiều những xô bồ như ngày trước nữa, không phải suy nghĩ nhiều về cuộc sống như ngày trước nữa. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là trong kinh doanh thì mình thấu hiểu các đội ngũ chuyên viên ở cấp dưới hơn, cũng như là thấu hiểu tất cả các anh em nhiều hơn trong các cuộc họp, cũng như là trong giao tiếp với anh em thì mình cảm thấy áp lực trong cuộc sống là nó giảm rất là nhiều. Đặc biệt là mình cũng cảm giác là các chuyên viên ấy, của mình ấy, sau khi mà tiếp xúc với mình trong những cuộc họp cũng như là trong cái quá trình giao tiếp thì người ta cũng cảm giác là hưng phấn hơn, và mình cảm giác thực sự là nó thay đổi cả cuộc sống lẫn công việc của bản thân mình. Cho mình hỏi một câu nữa, bạn cảm thấy NLP rất tốt, vậy bạn có muốn truyền chia sẻ cái NLP này cho mọi người xung quanh của mình? Chắc chắn chứ, tại vì thực ra là mình có một cái công cụ rất là tốt. Mình sẽ về và sẽ cùng đào tạo đội ngũ chuyên viên cũng như là chia sẻ đối với toàn bộ những người xung quanh mình, để làm sao tất cả những người xung quanh người ta cũng có cuộc sống là nhẹ nhàng hơn, và đặc biệt là những bạn trẻ cũng như các chuyên viên mà làm việc và hợp tác cùng mình thì người ta sở hữu được cái công cụ này và người ta cũng chỉ đi chia sẻ và cuộc sống người ta rất là an nhàn và vui vẻ hơn rất nhiều. Đấy, giảm bớt áp lực trong cuộc sống. Xin cảm ơn. Cảm ơn anh.